Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về một cái chủ đề liên quan đến dinh dưỡng, liên quan đến vấn đề về thực phẩm giá rẻ, thực phẩm có chứa rất nhiều nguy cơ. Hôm nay thì trên một cái trang fanpage có đưa một cái thông tin, đó là một cái chuỗi bán kem và bán trà sữa, kem 10.000, kem 5.000, kem 3.000 và trà sữa 25.000, thì đem về cái doanh số rất là khủng khiếp, rất là lớn và gấp nhiều lần so với Starbucks Coffee và so với Highland hoặc Phúc Long. Cái chuỗi trà sữa này là và kem là có nguồn gốc từ Trung Quốc, các anh chị đều có thể biết, một cái chuỗi rất lớn có màu đỏ đỏ đấy. Vâng, thì tôi không tiện nêu tên. Thì bài báo thì đề cập đến vấn đề về kinh doanh, họ nói là kinh doanh rất là tốt và có lợi nhuận rất là cao. Thế thì tôi mới chỉ vào tôi comment vui vui là vậy thì xin quý báo có cho biết là cái mối liên hệ nào cái giữa cái việc là bán được nhiều kem như thế, bán được nhiều trà sữa như thế và có gây ra những cái ảnh hưởng cho con cái của chúng ta trong tương lai hay không? Ví dụ như là các bệnh tiểu đường, các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh béo phì, vân vân. Thế và trong đó thì cũng có một hai bạn comment trả lời lại tôi, nói rằng là chuyên gia dởm, nói rằng là Facebook của tôi là phải đi mua, tích xanh của tôi là phải đi xin, đi đi mua chứ chuyên gia gì. Đúng vậy. Thế rồi thì nói là tôi phải học lại về marketing đi, cứ lo chuyện bao đồng. Đó, thế thì thực sự là tôi có mấy cái nội dung muốn trao đổi với các anh chị và các bạn như này. Hầu hết những người là bạn của tôi ở trên Facebook đều biết tôi không phải là chuyên gia dởm rồi, đúng không? Facebook của tôi cũng không phải là đi mua, đúng không? Tích xanh này tôi xin được từ 5 năm, 6 năm trước rồi. Không cần phải mua bán gì. Thậm chí kênh YouTube của tôi chẳng chẳng bao giờ làm gì cũng có 30.000 lượt theo dõi. Nên Facebook 30.000 lượt theo dõi rất là ít. Đấy, tôi thì hầu như là không có mua bán gì, không có đăng gì. Nhưng mà đấy không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là bây giờ tôi rất là quan tâm đến vấn đề về dinh dưỡng, vấn đề về sức khỏe của bản thân tôi và của những người khác. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên chia sẻ những cái nội dung này với cộng đồng. Bây giờ các anh chị biết là một ly trà sữa trung bình size M là lượng calo của nó khoảng 500 calo, trung bình khoảng 500 calo. Đấy, bởi vì nó chứa một cái hàm lượng đường rất là nhiều. Và đường là một trong những cái loại thực phẩm sát thủ bây giờ. Đấy, đường rất là quan trọng với cơ thể, glucose rất là quan trọng với cơ thể. Nhưng chúng ta nạp quá nhiều đường vào chúng ta sẽ gây ra béo phì, gây ra rối loạn chuyển hóa, gây ra tiểu đường, gây ra lão hóa nhanh, gây ra già nhanh. Đường là một trong những loại thực phẩm không hề tốt cho cơ thể nếu như chúng ta đưa vào cơ thể quá nhiều. Và một ly trà sữa trung bình là 500 calo. Đấy, nó chứa rất là nhiều đường và các loại bột sữa, các loại trà. Những cái chỗ làm tử tế thì họ có thể sử dụng đường đường kính, đúng không? Hoặc là những cái đường tốt. Đấy, và trà thì cũng là những trà tử tế. Còn những cái chỗ mà làm không tử tế thì các bạn biết rồi, đấy, nguyên liệu của nó rất kinh khủng. Đúng không? Các bạn lên Google, các bạn search là trà sữa bẩn hay là trà sữa không rõ nguồn gốc hay là những nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thì chúng ta sẽ ra rất nhiều những cái kết quả là các cái cửa hàng, các cái chuỗi trà sữa là nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ nguy hiểm. Mà trà sữa hiện nay là trẻ con và các bạn tuổi teen rồi các bạn gái uống rất nhiều, đấy là rất là nguy hiểm. Tôi không phản đối việc kinh doanh trà sữa, tôi không phản đối một cái thức uống ngon lành với các bạn, tôi phản đối cái việc là các bạn sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bạn phải biết lo cho bản thân. Hoặc là những người làm kinh doanh thì tôi phản đối việc là kinh doanh bất chấp, đúng không ạ? Kinh doanh mà sử dụng những nguyên liệu không tốt cho sức khỏe thì chúng ta kiếm được lời, nhưng mà rất nhiều người khác đã mang những cái nguy cơ, những cái mầm bệnh cho cơ thể của mình. Các bạn biết rồi đấy. Cái trân châu nhiều khi là cũng có những cái đơn vị là người ta mua những cái trân châu ở đâu ấy, không phải người ta tự làm. Thế còn người ta tự làm bằng những cái nguyên liệu nó rất là ngon lành, tươi mới thì không không nói làm gì. Mua rồi để đông, để đá, xong nó cứ dai dai như kẹo cao su, dai dai, dai ngoách. Tất nhiên là chúng ta thấy là ăn thì nó cũng rất là sướng, đúng không? Nó sật sật, nó rất là ngon, sướng. Đấy, tôi không phủ nhận và cái vị của trà sữa nó cũng rất là đưa mồm, đưa khẩu vị. Ngon, ngọt, thơm, bùi, dai sật sật. Thực sự là đánh lừa được cái cảm giác của chúng ta. Đó. Thế thì ở đây nếu như các anh chị là phụ huynh, các anh chị là những người mà đang xem video này thì tôi có một mong muốn là thứ nhất là các anh chị share cái video này giúp tôi, đúng không? Thứ hai
là với con cái của mình thì các anh chị nên kiểm soát các cháu là hạn chế tối đa việc uống trà sữa. Và thứ ba là nếu có uống trà sữa thì chúng ta nên chọn những cái thương hiệu, những cái đơn vị bán mà chúng ta thấy nó uy tín, nó chất lượng, đúng không? Đấy, thứ tư là nếu mà chúng ta vẫn muốn uống thì chúng ta có thể là hơi cầu kỳ một chút, là chúng ta mua về nhà, chúng ta mua nguyên liệu về nhà chúng ta làm. Ví dụ như là mua trà chúng ta ủ, sau đó mua sữa chúng ta pha, rồi chúng ta làm trân châu. Thế có thể nó cũng sẽ không ngon hoặc là nó sẽ đắt hơn ở ngoài quán rồi nó cầu kỳ. Đấy, hay kem cũng như vậy, đúng không? Kem các bạn cũng có thể làm kem trái cây, kem tự làm. Chứ còn một cái que kem mà 3.000, 5.000 mà bán ở trong những cái cửa hàng thì họ còn phải có ăn lời nữa chứ. Thì tôi không biết là những cái nguyên liệu họ làm là những cái gì có tốt thực sự hay không. Đấy. Và các anh chị các bạn đều thấy rằng là hiện nay là trẻ em cũng bị tiểu đường, trẻ em cũng bị rối loạn chuyển hóa, rất trẻ luôn. Có những đứa bé rất trẻ, rồi trẻ em cũng bị suy buồng trứng. Đó, tôi thì tôi không may là tôi bị tiểu đường cũng rất là sớm. Cái thời điểm đó là tôi thường làm việc về khuya, tôi đi dạy về tối, tôi ăn cơm muộn, 10 giờ, 11 giờ tôi mới ăn cơm, tôi không biết. Thế nào, sau này thì tôi mới bị rối loạn chuyển hóa. Sau này tôi biết rồi thì tôi dừng lại, tôi chỉ ăn trước 7 giờ tối, sau 7 giờ tối tôi sẽ nhịn không ăn gì cả. Cho nên là bây giờ tôi thấy là mình rất là có trách nhiệm chia sẻ những cái hiểu biết về mặt dinh dưỡng, về mặt bệnh tật, dựa trên những cái nghiên cứu của bản thân, dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân. Vâng, xin nhắc lại là tôi không phải là bác sĩ, tôi hoàn toàn không phải bác sĩ nhá. Tôi là một chuyên gia về marketing và có người dạy tôi là phải học thêm về marketing đi. Thì xin thưa là bây giờ là học cả đời, tôi chưa bao giờ dừng học cả. Còn bằng cấp thì tôi cũng rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn đang học thêm các bằng cấp nữa, bằng cấp xịn luôn. Đúng không ạ, tiếng Anh, tiếng Nhật cũng chuẩn quốc tế đàng hoàng. Nhưng sự học là học cả đời, tôi vẫn tiếp tục học. Đó. Nhưng mà chúng ta cũng thế, chúng ta cũng phải học. Bây giờ các cụ gọi nó là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì học ăn ở đây cũng rất là quan trọng. Học ăn ở đây không phải là học tư thế ăn, mà học cái việc là chọn những cái món ăn gì để tốt cho sức khỏe bây giờ, để không ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ. Khi mà các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, các cái bệnh ung thư ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều, đúng không ạ? Ung thư dạ dày, ung thư đại tràng. Đấy. Thì các bạn có thể nói là ăn như thầy hay là sống như thầy chưa chắc đã không bị ung thư, chưa chắc đã sống thọ. Tôi hoàn toàn đồng ý, tôi rất đồng ý. Tôi ý thức được việc đấy, đúng không ạ? Có bạn hỏi tôi là liệu thầy có thể sống thọ được không, hay thầy có thể sống khỏe được không? Thì tôi trả lời là sống thọ là do ông trời, sống khỏe thì là do mình, sống tích cực là do mình, đúng không? Hay là rồi thì có bị ung thư hay không thì xin thưa là trời kêu ai thì người nấy dạ thôi, chứ không tránh được. Nhưng mà cái lối sống tích cực, lựa chọn thực phẩm tốt, thực phẩm sạch là rất là quan trọng, nó sẽ giảm cái nguy cơ của chúng ta đi. Vâng, xin hãy chia sẻ cái video này, xin hãy lựa chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe của con, của cái, của gia đình mình nhé. Hạn chế ăn thực phẩm bẩn, hạn chế ăn hàng quán vỉa hè, hạn chế uống trà sữa kem ở vỉa hè lung tung, đúng không ạ? Rất nhiều đường hóa học, rất nhiều đường, đúng không ạ? Rất nhiều các cái loại nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và có thể một cây hai cây kem không giải quyết được cái gì, có thể một hai ly trà sữa không giải quyết được gì, nhưng mà chúng ta cứ dài ngày này qua tháng khác thì nguy cơ tiểu đường, nguy cơ rối loạn chuyển hóa, nguy cơ suy thận, đúng không ạ? Và rất nhiều các cái nguy cơ khác, béo phì vân vân, nó sẽ gây ra. Vâng, thì tôi đã phải xóa cái comment đó, bởi vì cũng chỉ có một hai người comment, là hầu hết là những người bán trà sữa, rồi bán kem, bán kiếp như thế, hay là họ làm cái chuỗi đó họ vào comment. Còn những người có hiểu biết thì họ cũng không comment. Thực sự đây là một vấn đề đấy các anh chị ạ. Vâng, và nếu mà các anh chị có ý kiến gì thì cứ comment lại và chúng ta cùng nhau trao đổi. Tôi nhắc lại là tôi không phải là bác sĩ, đúng không ạ? Tôi là một người bệnh và tôi có ý thức về việc rèn luyện sức khỏe, và gần đây tôi rất là chú trọng đến việc ăn uống. Ăn cái gì nó rất là quan trọng, và không ăn cái gì cũng rất là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.